Sáng ngày 28 tháng 1, tin từ Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và máy cày làm hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ sáng cùng ngày, xe container biển kiểm soát 51C50633 di chuyển trên tỉnh lộ 769 hướng từ huyện Long Thành về ngã ba Dầu Dây, huyện Thống Nhất. Khi đến gần ngã ba Dầu Dây, xe container va chạm mạnh với xe máy cày, cả hai xe lao xuống vệ đường và xe container lật nhào khiến những người chứng kiến một phen khiếp hãi. Hai người trên xe máy cày bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Dầu Dây. Làm việc với công an sau đó, tài xế xe container vẫn còn hoảng loạn, công an vẫn chưa thể lấy lời khai cụ thể.